Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách vào Lava Drop nhận được 150 đồng token Iron Chain. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 tỷ, số đã có 369 tài khoản holder và đã phát sinh 822 nửa giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website karma.net, link truy cập được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi bạn đặt áp vào được website, các bạn làm theo hai bước thôi, cho nó website giúp mình có một sai chắc ăn chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy có chắc nhanh ở đây, nhấp ok, quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Sau đó các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình, ký hiệu là A I R O L ngắn, số token là 18. Các bạn nhấp vào tiếp theo nhé, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví đấy, thì các bạn quay trở lại link website karma.net nhé và nhấp vào bước 2 để truy cập vào link website chính và nhận token. Rồi thì ở đây nó có hai phần, một phần là Clam, các bạn đây các bạn chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 37 ngày nữa nhé. Nếu bạn có điều kiện thì bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0,02 BLB, mua cái đồng này để hold tích trữ chờ cơ hội nhiều được tài khoản nhé. Còn bạn muốn Clam thì bạn nhấp vào đây giúp mình, Clam airdrop đây. Đó, bạn yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo để kết nối với ví này. Sau đó các bạn nhấp lại các bạn, nhấp lại lúc Clam nhé. Các bạn chờ một tí, vẫn nhấp ngay nó hay bị lỗi, nó thường thôi. Có thể F5 lại để nó load lại sang. Cho các bạn nhấp Clam. Liên tục bị lỗi. Chờ một tí thôi, mình đã đặt cả Lam trên một cái tài khoản khác thì là đã ok đây. Nhấp lại này, nhấp lại cái thứ này rồi. Các bạn lưu ý là để một tí nhé, để nó xử lý xong cái kết nối chứ đừng nhấp ngay nhé. Rồi ví ga là 0,000567 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đây là được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website karma.net nhé để cập nhật những dự án với phí phần thưởng token mới nhất từ bên mình cập nhật lên website ngày nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, trên Metalo, MXC, OKX, Hobi và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký nhé, ủng hộ kênh. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận được 150 đồng token Iron Chain, thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải lên nhé. Rồi video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.